Xin chào mừng quý bà con cùng quý vị khán thính giả và các bạn đã quay trở lại với bản tin giá sầu riêng được phát trên kênh Cuộc Sống Nhà Nông của chúng tôi. Mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin mới nhất về giá sầu riêng hôm nay. Lần đầu đến với kênh, quý bà con và các bạn đừng quên cho kênh xin một like và một đăng ký. Chúc quý bà con và các bạn cùng quý vị làm việc thật nhiều niềm vui và hiệu quả và luôn ngập tràn tiếng cười trong cuộc sống. Hoạt động xuất khẩu rau quả tiếp tục thuận lợi nhờ nhu cầu tăng tại thị trường truyền thống như Trung Quốc và các thị trường tiềm năng như Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Thái Lan. Trong danh sách 10 thị trường nhập khẩu hàng đầu rau quả của Việt Nam, hầu hết đều ghi nhận mức tăng trưởng từ 15 đến 96%. Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam dự báo, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng năm 2024 của Việt Nam khoảng trên 3 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, ông Nguyên cho biết, hiện nay nhiều nhà vườn chạy theo số lượng hơn là chất lượng. Các nhà vườn móc nối với người gọi sầu riêng để bán sầu riêng non. Việc cắt sầu riêng non cho sản lượng cao hơn 10% so với sầu riêng chín, tuy nhiên ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng. Theo ông Nguyên, việc cắt sầu riêng non sẽ ảnh hưởng đến cả một ngành hàng, hình ảnh nông sản Việt. Bởi vậy, cơ quan quản lý nhà nước cần kiểm soát chặt chẽ chất lượng, quá trình thu hái và trữ lượng thuốc bảo vệ thực vật trước khi xuất khẩu. Khi sầu riêng xuất khẩu đi Trung Quốc, châu Âu thì bắt buộc phải kiểm tra trữ lượng thuốc bảo vệ thực vật khi nào đạt tiêu chuẩn mới thu hái để xuất khẩu. Hiện nay, nhiều nước đã trồng sầu riêng theo hướng hữu cơ. Vì vậy, ông Nguyên khuyến nghị Việt Nam nên học hỏi kinh nghiệm để có được thị trường lâu dài. Quản lý chất lượng phải có tiêu chuẩn cụ thể, sầu riêng cũng vậy. Phải nhanh chóng xây dựng áp dụng cụ thể đối với từng loại sầu riêng, hàng sầu riêng đông lạnh ra sao, hàng sầu riêng tươi như thế nào và hàng sầu riêng sấy sẽ như thế nào. Giá sầu riêng miền Tây, sầu riêng ghi 6 loại A 60.000 đến 62.000 đồng một ký, loại B 46.000 đến 48.000 đồng một ký, loại C 35.000 đến 37.000 đồng một ký. Sầu riêng Thái loại A 98.000 đến 103.000 đồng một ký, loại B 78.000 đến 83.000 đồng một ký và loại C 52.000 đến 54.000 đồng một ký. Chuồng bò loại A 60.000 đồng một ký, loại B 47.000 đồng một ký, loại C 35.000 đồng một ký. Muscadin loại A 90.000 đồng một ký, loại B 72.000 đồng một ký và loại C 52.000 đồng một ký. Giá sầu riêng miền Đông, sầu riêng ghi 6 loại A 58.000 đến 61.000 đồng một ký. Loại B 43.000 đến 46.000 đồng một ký, loại C 34.000 đến 35.000 đồng một ký. Sầu riêng Thái loại A 96.000 đến 100.000 đồng một ký, loại B 78.000 đến 80.000 đồng một ký và loại C có mức giá 50.000 đến 52.000 đồng một ký. Chuồng bò loại A 60.000 đồng một ký, loại B 45.000 đồng một ký, loại C 32.000 đồng một ký. Muscadin loại A 90.000 đồng một ký, loại B 70.000 đồng một ký và loại C có mức giá 50.000 đồng một ký. Giá sầu riêng Tây Nguyên, sầu riêng ghi 6 loại A 60.000 đến 63.000 đồng một ký, loại B 45.000 đến 47.000 đồng một ký, loại C 35.000 đến 37.000 đồng một ký. Sầu riêng Thái loại A 100.000 đến 104.000 đồng một ký, loại B 79.000 đến 83.000 đồng một ký và loại C có mức giá 52.000 đến 54.000 đồng một ký. Giá sầu riêng xuất khẩu ghi 6 loại A 135.000 đồng một ký từ 1 kg 8 trở lên, ghi 6 loại B 120.000 đồng một ký từ 1 kg 6 trở lên, mon thông loại A 155.000 đồng một ký từ 2 kg rưỡi trở lên và mon thông loại B 140.000 đồng một ký từ 1 kg 8 trở lên. Xin chân thành cảm ơn quý bà con và các bạn đã cùng lắng nghe bản tin được phát trên kênh Giá sầu riêng hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã chia sẻ thông tin cũng như lan tỏa đến tất cả mọi người. Xin hẹn gặp lại quý vị, quý bà con và các bạn trong các bản tin tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.